Xin chào các mẹ nhé. Đây là sản phẩm đông y thôi nên là không ảnh hưởng gì đến sức khỏe của mẹ và bé cả. Kể cả mẹ bầu lỡ kế hoạch mà phải cai sữa cho bé thì vẫn dùng vô tư, không hề ảnh hưởng gì hết nhé. Mẹ đứt cổ gà này, mẹ nhớ kế hoạch mẹ bầu, nói chung là nếu đã đến giai đoạn phải cai sữa cho bé thì các mẹ cứ tham khảo cái sản phẩm này. Con không quấy khóc và không phải tách mẹ, mẹ thì không bị cương sữa như cách cai thông thường nhé. Có bé trộm vía, cai cái này xong chỉ cần một đêm là xong rồi, mà mẹ con còn ôm nhau ngủ vô tư, không cần gửi ông bà hay ai trông hộ hết. Một liệu trình như thế này là 100.000, chỉ 100.000 thôi mà mẹ và bé cai sữa rất là nhẹ nhàng nhé. Nên mình sẽ hướng dẫn cho các mẹ cách và cai sữa cho bé sau một đêm. Thường thì bé khoảng 15 đến 18 tháng là cai được rồi, cai tầm đó là vừa đẹp. Nếu mà để bé càng lớn tuổi thì sẽ càng khó cai nhé. Bây giờ đa số các mẹ sẽ cai sữa cho bé bằng cái thuốc thuốc bôi á, bột bôi cai sữa mẹo. Cái này sử dụng rất là đơn giản thôi, có hai gói này, một gói này là của con, một gói này là của mẹ. Cái này sẽ bôi lên ti mẹ và cái này sẽ bôi lên lông mày của bé nhé. Cách sử dụng thì mình sẽ bôi vào ban đêm, cho mẹ và bé. Ưu điểm của cái cai sữa mẹo này là mẹ không bị cơ sữa này, và mẹ và bé không phải tách nhau, không cần gửi ai hết, không cần gửi ông bà hay là ai trông hộ hết. Hai mẹ con có thể ôm nhau ngủ bình thường. Chỉ cần 1 đến 2 đêm là bé sẽ cai sữa thành công nhé. Thường thì cai sữa các mẹ lo lắng là con sẽ lười ăn hơn hay là con sẽ quấy khóc ấy, thì sự thật là đa số các bé sau khi cai sữa trộm vía sẽ chịu ăn hơn, uống sữa nhiều hơn và đêm ngủ sâu giấc thì con sẽ phát triển đầy đủ. Tại vì nếu mà mẹ đã hết sữa mà con cứ nhai ti buổi đêm á thì con sẽ không được sâu giấc nữa. Thì bây giờ có cái thuốc cai sữa này rồi. Mọi người có đang xem được không? Nếu mà ai xem được thì chấm giúp em một chấm nhé. Có cái thuốc cai sữa này rồi rất là tiện. Bôi 1-2 đêm thôi, mình chỉ bôi thôi, không uống gì cả. Khi mà cai cho bé á, thì mẹ chỉ cần bôi cái này lên ti mẹ, và bôi cái này lên lông mày bé. Cái này người ta còn gọi là mẹo cai sữa số hổ. Nếu mà cai thường là mất khoảng 5 đến 7 ngày con tách mẹ thì bé mới quên quên hẳn ti mẹ. Nhưng mà ưu điểm của cái sản phẩm cai sữa này này, nó chỉ cần 1-2 đêm bôi thôi là con sẽ cai ti mẹ dứt luôn. Mẹ không bị cơ sữa như cách cai thông thường nhé. Cái này của con này, cái này của mẹ. Mẹ nào mà đang đang chuẩn bị cai sữa cho bé thì inbox cho em sẽ tư vấn thêm. Vì mỗi bé có bé khó và có bé dễ nên là cách sử dụng liệu trình thuốc như thế nào thì các mẹ inbox cho em sẽ hướng dẫn cụ thể nhé. Đây là dạng cao này mình sẽ bôi lên ti mẹ này. Khi mà gửi thuốc cho các mẹ em sẽ gửi kèm cái tờ hướng dẫn chi tiết. Thuốc rất là nhiều, nếu mà bé nào khó mẹ sẽ bôi 3 đến 4 đêm cho hết thuốc thì con sẽ cai ti thành công. Cai cái này rất là nhẹ nhàng thôi, con sẽ không quấy khóc như cách cai thông thường. Nếu mà các mẹ đang còn phân vân về cái bột bôi này á, thì có thể lên Facebook, vào tường Facebook của em để tham khảo. Rất nhiều mẹ đã cai thành công nhé, cai thành công và viết phản hồi lên cho em này. Đây là gói bôi lên ti mẹ, còn đây là thuốc bôi lên lông mày bé nhé. Con có bú mẹ không? Sao hả? Bú mẹ không? Uống sữa nha. Thôi. Mẹ lấy sữa con uống nha. Có thương mẹ không? Bú mẹ không? Bú mẹ không? Bú mẹ không? Bye bye đi.
Ba đi gió. Có thương mẹ không? Mẹ tên gì? Mẹ sao ở đâu? Mẹ sao ở đâu? Rồi, ba đâu? Ba đâu? Ba đi làm. Đâu? Ba Phong đâu? Đâu? Ba Phong đi làm rồi hả? À, bye bye đi.